Đây thì mình sẽ test cái tủ bơm mà 3 chế độ này, có bảo vệ nước và đầu ra này. Đó. Tủ này chạy tay này, chạy tự động, chạy bằng remote. Chạy tay thì mình sẽ nhấn những cái nút này, on, off này. Nút này nút reset lỗi, đèn này đèn báo nguồn này, đèn báo khi bơm chạy này, đèn báo sự cố này. Trong này nó sẽ có, mình chạy tự động thì mình chạy sẽ chạy theo công tắc phao, chạy theo công tắc phao, đó. Và chạy qua remote điều khiển từ xa. Điều khiển này nó thể điều khiển được 50m, 100m hoặc 500m thì tùy vào cái tay phát này. Thì điều khiển này có thể học lận được và nó có thể hẹn giờ tắt. Tức là chúng ta muốn bật lên sau 1 tiếng xong chúng ta tắt cũng được, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng gì cũng được. Nó chạy được 24 tiếng. Nên mình sẽ có cái cảm biến vào nút đầu ra khi bơm chạy tất cả các trường hợp. Nếu mà bơm chạy nhưng mà không có nút đầu ra thì bơm nó sẽ tự động ngắt. Đó. Chạy qua khởi động từ này. Nên mình có cái CB. Đó. Thì mình sẽ cho cái tủ này chạy. Tất cả những cái hệ thống này mình đều xài điện 12V hết. Điện 12V cho nên chúng ta nguồn có nguồn mạng số 12V. Nên chúng ta không lo bị giật. Trong trường hợp thứ nhất. Nên mình có ngõ ra, mình khóa cái vòi nước này. Khi bơm chạy nhưng mà không có nước có ngõ ra này. Thì bơm sẽ tự động tắt này. Mình đang khóa cái van nước nha. Chúng ta nhìn nè. Bơm chạy, đèn báo này, bơm đang chạy này, nhưng mà nước ngõ ra không có này. Đó. Sẽ tự động tắt bơm và nó sẽ có cái đèn này nó báo lỗi. Nó cho sẽ reset lại. Đó. Bơm chỉ chạy khi nào? Khi bơm chạy khi có nước ngõ ra nè. Mình mở cái khóa nè, bấm nè. Đó, mình thấy có nước ngõ ra đúng không? Có nước ngõ ra. Đấy, nhưng mà khi mà xảy ra cái trường hợp nào đó, giếng nước cạn hay gì á thì mình sẽ giả sử cái trường hợp mà bơm đang chạy như vậy mà giếng cạn, đúng rồi, giếng cạn thì mình sẽ khóa cái van này lại này, khóa van này lại cho tôi nhìn này, không có nước ngõ ra này. Thì sau một thời gian này nó không có nước ngõ ra thì sau một thời gian bơm nó sẽ tự động nó tắt đó, thì nó sẽ có bảo vệ nước ngõ ra. Còn chế độ chạy tự động, chế độ chạy tự động thì nó sẽ chạy bằng công tắc phao, chúng ta chuyển qua đây thì cái công tắc phao này khi mà nước trong bồn cạn đó thì nó sẽ kéo cái phao xuống nó đóng cho bơm nó chạy, khi đầy thì nó nhả lên thì bơm nó sẽ tự động ngắt. Thì đây mình sẽ đưa ra đây nè, đưa tiếp điện ra đây. Đây mình xài 12V cho nên rất an toàn nè. Thì đây là cái hai cái dây ra. Thì đây mình sẽ có cái domino đóng nối, chúng ta chỉ việc chúng ta đóng nối vào thôi. Này, thì mình sẽ đây là điện 12V nhá. Đây sẽ chạy bằng tay nè, khi mà chạy bằng tay nè. Là để ý nè, mình đã khóa cái vòi nước nhá. Ấy chạy tự động rồi. Đó, bơm chạy nhưng mà không có nước ngõ ra nè. Nước ngõ ra, đó, tự động bơm sẽ ngắt. Đó, đây nó đang chạy qua chế độ tự động công tắc phao nè. Đó, khi nào, chỉ khi nào mà có nước ngõ ra thì mình muốn mình sẽ bấm reset. Đấy, mở van. Rồi, mình sẽ chạy khi có nước ngõ ra thì bơm nó mới chạy được. Đây nè. Đó, có nước có ngõ ra đúng chưa? Do một tay mình đang cầm như vậy cho nên là nó sẽ không ổn. Đó. Chứ nó chạy remote này. Remote thì mình sẽ bấm điều khiển bằng remote thôi. Nào. Bấm điều khiển remote nè. Bơm chạy nhưng mà đây mình đang khóa vòi nè. Thì sẽ không có nước có ngõ ra, không có nước có ngõ ra đúng chưa? Thì mình đang khóa vòi mà mình bấm mà. Bơm chạy nè, nhưng mà không có nước có ngõ ra nè. Thì bơm sẽ tự động ngắt nè. Này nó báo lỗi nè. Mình sẽ reset nó lại. Đó, bơm chỉ chạy khi nào. Khi mà có nước có ngõ ra. Đó. Mình để điều khiển từ xa. Đó, như thế này. Đó, có nước có ngõ ra. Khi mà giếng cạn, giếng nó bơm như vậy đúng không? Trường hợp giếng bị cạn nước này, giếng cạn nước này không có nước ra đây nè. Đó thì đây là trường hợp cạn nước nè. Đó bơm đang chạy nhưng mà không có nước ngõ ra nè. Thì nó sẽ tự động nó ngắt để nó bảo vệ bơm. Đó. Và cái bơm này nó có cái CB hẹn khi mà quá dòng nó sẽ tự động ngắt và đóng các khởi động từ cho nên nó khỏe. Chạy tay nè. Còn nước còn ngõ ra. Giờ khóa cái vòi nước. Nó vòi nước.
muốn chạy lại được thì chúng ta, khi mà nó bị lỗ như vậy thì chúng ta không thể nào mà chúng ta bấm được cái gì hết. Đấy, chúng ta không bấm được cái gì hết. Chỉ có khi nào chúng ta fix xong cái lỗ, chúng ta reset cái này đó, thì chúng ta mới bấm được. Bấm reset nó mất cái đèn vàng này thì chúng ta mới có thể điều khiển được tiếp. Đó. Thì cái này nó sẽ có cái timer này, chúng ta thể chỉnh được cái thời gian tùy theo cái độ sâu của giếng và cái thời gian mà nước nó bơm từ dưới giếng lên trên đến cái vị trí này bao lâu đó, thì nó sẽ set cái timer này được. Nó sẽ vận chúng ta set cái timer này. Đó. Này khởi 25A, 25A thì nó chạy được cho bơm 2 ngựa vô tư. Đó, với những cái hệ thống bơm này nó đóng rất tốt. Đây thì những cái này là chỉ là điện 12V thôi. Điện 12V cho nên là nó rất là an toàn. Mình chỉnh cái đồng hồ đó thôi, mất thời gian quá. Thế cái đấy mình sẽ giới thiệu sau. Cái con tắp phao này cũng vậy. Chỉ là điện 12V cho nên nó rất là an toàn. Và chúng thấy việc chúng ta chỉ cấp nguồn vào đây chúng xài, mình đấu rất là gọn rồi. Nẹp nó rất là gọn.